Bởi thế, lúc Như Lai mới thành đạo, trước hết Ngài diễn giải Đại Hoa Nghiêm, luận thẳng vào đại pháp vượt ngoài cửu giới, chẳng xen lẫn với pháp quyền tiểu. Hồng những hàng đại cơ túc căn thành thục đều chứng chân thường, vượt lên bến giác. Lại do độn căn chúng sinh chưa được hưởng lợi ích, Phật liền khéo dẫn dụ dần dần, tùy cơ diễn thuyết. Hoặc dùng ngũ giới thập thiện để nhiếp phục hai thừa nhân thiên, khiến họ gieo nhân Phật đạo thù thắng. Hoặc là dùng tứ đế thập nhị nhân duyên, lục độ vạn hạnh, nhiếp phục ba thừa thanh văn, duyên giác, bồ tát, khiến họ chứng được cận duyên của Phật đạo. Bắt đầu từ thời A Hàm cho đến thời Bát Nhã, không kinh nào là chẳng tuyên thuyết thuận theo căn tánh của chúng sinh, khiến họ lần lượt tiến dần trên đường về nhà. Bổn hoài của Phật vẫn giữ kín chưa nói. Mãi đến thời Pháp Hoa, Phật mới khai quyền hiển thật, khai tích hiển bổn. Nhân, thiên, quyền, tiểu đều là nhất thừa, khách làm thuê thật là con ông trưởng giả. Ba căn đều được thọ ký, diễn bày trọn vẹn bổn hoài xuất thế, cùng hội Hoa Nghiêm ban sơ, đầu cuối chiếu rọi lẫn nhau. Có thể nói là một đại sự nhân duyên đem giao phó trọn vẹn, không còn giấu giếm chút gì. Lại vì chúng sinh đời mạt căn cơ hèn kém, thật chẳng ai có thể đoạn hoặc chứng chân. Vì thế Phật đặc biệt mở ra một môn tịnh độ, hồng thượng trung hạ căn, dù phàm hay thánh, cùng lìa khỏi ta bà, sinh về cực lạc ngay trong đời này, chứng dần dần vô lượng quang thọ. Lòng thâm từ đại bi ấy thật là chí cực, không còn gì hơn được nữa. Phật pháp rộng sâu như biển cả, kẻ phàm phu sát đất nào lại có thể một hơi hút sạch tận nguồn cạn đáy được. Tuy nhiên, nếu có thể sinh tâm chánh tín, sẽ tự có thể tùy theo sức mình được hưởng lợi ích. Ví như tu la, hương tượng và các loài mũi mòng uống nước biển cả, loài nào loài nấy uống no mới thôi. Đức Như Lai xuất thế tùy thuận chúng sinh thuyết pháp, khiến mỗi loài được lợi ích cũng giống nhau như thế. Chúng sinh đời mạt nghiệp chướng sâu dày, thiện căn cạn mỏng, tâm trí hẹp kém, thọ mạng ngắn ngủi. Đã thế, tri thức ít ỏi, ma tà ngoại đạo tung hoành, tu các pháp môn khác muốn ngay trong hiện đời đoạn hoặc chứng chân, liễu sinh thoát tử, thật là một việc hy hữu cực khó. Chỉ mỗi mình pháp môn tịnh độ chuyên cậy vào Phật lực, thế nên chẳng cần biết đến đoạn chứng, chỉ trọng tín nguyện. Nếu có đủ tín nguyện, dẫu là hạng tội ác cực đại sắp đọa A Tỳ địa ngục, vẫn có thể nương vào sức thập niệm mau chóng được Phật từ tiếp dẫn vãng sinh. Ôi, Như Lai đại từ phổ độ, chẳng bỏ sót một ai, chỉ mình pháp này thật là tóm thâu trọn khắp. Pháp môn niệm Phật nguyên lai ra sao? Do một niệm tâm tánh của chúng ta giống như hư không thường hằng, bất biến. Tuy thường chẳng biến, nhưng lại niệm tùy duyên. Nếu chẳng duyên theo Phật giới, sẽ duyên theo cửu giới. Chẳng duyên theo tam thừa, sẽ duyên theo lục đạo. Chẳng duyên theo nhân thiên, ắt sẽ duyên theo tam đồ. Do duyên theo nhiễm, tịnh, sai khác, thành ra quả báo sướng, khổ, khác xa. Dù bản thể trọn chẳng biến đổi, nhưng tướng và dụng dĩ nhiên khác biệt một trời một vực. Ví như hư không, mặt trời chiếu thì sáng, mây đùng thì tối. Tuy bản thể của hư không chẳng vì mặt trời hay mây mà tăng giảm, nhưng tướng trạng hiện rõ hay ngăn che, cố nhiên chẳng thể nói là cá mè một lứa. Do nghĩa này, Như Lai dạy mỗi chúng sinh duyên niệm nơi Phật. Vì thế mới nói, nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật,
thì hiện tại, tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Lại nói, chư Phật Như Lai là pháp giới thân vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sinh. Vì thế, lúc tâm các ngươi tưởng Phật thì tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp phụ. Tâm này làm Phật, biển chánh biến tri của chư Phật từ tâm tưởng sinh. Hễ duyên theo Phật giới thì tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nếu duyên theo các giới chúng sinh thì tâm này làm chúng sinh, tâm này là chúng sinh. Đã hiểu vậy rồi mà vẫn chẳng niệm Phật, thật là chuyện chưa từng có. Một pháp niệm Phật lấy vạn đức hồng danh của Như Lai làm duyên, mà vạn đức hồng danh ấy chính là vô thượng giác đạo do đức Như Lai đã chứng khi ngài đắc quả. Do lấy quả địa giác, sự giác ngộ khi đã chứng quả, làm nhân địa tâm, cái tâm dùng để tu nhân. Cho nên nhân trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân. Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm, như tò vò nuôi nhện, lâu ngày hóa tò vò con. Thành Phật ngay trong đời này, chuyển phàm thành thánh. Công năng, lực dụng của pháp này vượt xa hết thảy các pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Bởi lẽ, các môn khác đều cậy vào tự lực, phải đoạn hoặc chứng chân mới hồng liễu sinh thoát tử. Pháp môn niệm Phật, tự lực và Phật lực cả hai cùng đủ. Bởi thế, người đã đoạn hoặc nghiệp sẽ mau chứng pháp thân. Người đầy dẫy hoặc nghiệp thì đới nghiệp giảng sinh. Pháp này cực kỳ bình thường, dù là kẻ ngu phu, ngu phụ cũng được hưởng lợi ích, nhưng lại cực kỳ huyền diệu. Dẫu là đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng thoát khỏi phạm vi của pháp này. Vì thế, không một ai là chẳng tu được. Hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít, hiệu quả nhanh chóng. Thật là pháp môn đặc biệt trong cả một đời giáo hóa của Như Lai. Vì thế, chẳng thể dùng sức giáo lý thông thường để bình luận, phán đoán được. Mạt pháp chúng sinh phước mỏng, huệ cạn, chướng dày, nghiệp sâu, chẳng tu pháp này, toan cậy tự lực để đoạn hoặc chứng chân, hồng liễu sinh tử, thật là vạn nan, vạn nan. Kể từ khi Đại giáo truyền sang Đông, ý nói Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Lô Sơn hưng khởi liên xã, một xướng trăm hòa, không đâu chẳng thuận theo. Nhưng những vị có đại công làm rạng rỡ Tịnh Tông thì đời Bắc Ngụy có ngài Đàm Loan. Ngài Đàm Loan là bậc chẳng thể suy lường nổi. Do có việc, ngài phải xuống Nam gặp Lương Vũ Đế. Sau trở về Bắc, Vũ Đế thường hướng về Bắc cúi lạy nói: Loan Pháp Sư là bậc nhục thân Bồ Tát. Đời Trần Tùy có ngài Trí Giả, đời Đường có ngài Đạo Xước, noi theo giáo pháp của ngài Đàm Loan, chuyên tu tịnh nghiệp, cả đời giảng ba kinh Tịnh Độ hơn 200 lượt. Từ cửa ngài Đạo Xước có ngài Thiện Đạo, cho đến các vị Thừa Diễn, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Đại Hạnh thì liên phong đã thổi khắp cả Trung Ngoại, trong và ngoài Trung Hoa. Do vậy, tri thức các tông không ai là chẳng dùng đạo này để mật tu, hoặc hiển hóa, tự lợi, lợi tha. Với nhà thiền, nếu chỉ đề cao hướng thượng, thì một pháp chẳng lập, Phật còn chẳng thèm bận tâm tới, huống là niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Đấy là chân đế. Một pháp đã mất thì hết thảy đều mất. Nói thực tế lý địa chẳng nhận một mảy trần là nói về tánh thể. Nếu luận đích xác về mặt tu trì thì lại chẳng bỏ một pháp nào. Chẳng làm việc thì chẳng ăn, huống hồ niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Đấy là tục đế. Một pháp đã lập thì hết thảy đều lập. Nói trong cửa Phật sự chẳng bỏ một pháp là nói về tánh sẵn đủ vậy. Nếu toan bỏ tục đế để luận chân đế
thì chẳng phải là chân đế, khác nào bỏ tứ đại ngũ uẩn đi tìm tâm tánh. Thân đã chẳng còn, tâm gửi vào đâu? Nếu dùng tục đế để hiển chân đế thì đích thực là chân đế. Như ở nơi mắt thì bảo là thấy, ở tai gọi là nghe, tức là dùng tứ đại ngũ uẩn để hiển tâm tánh. Những điều vừa nói trên đây chính là ý chỉ lớn lao của việc chư tổ ngầm tu tịnh độ, nhưng các ngài chẳng giảng rộng thuộc rõ, nên nếu chẳng hiểu sâu xa ý tổ sẽ chẳng biết được. Cứ như quy chế kỳ đảo cho những vị tăng mắc bệnh và quy cách thiêu hóa tống tán những vị đã mất do ngài Bách Trượng xác lập, ta thấy đều quy về tịnh độ. Có vị nói tu hành dùng niệm Phật là ổn thỏa thích đáng. Ngài Chân Hiệt Liễu bảo pháp môn tịnh độ chính là để tiếp dẫn căn khí thượng thượng, chỉ kim tiếp dẫn căn khí trung hạ. Ngài còn bảo trong cả tâm tào động hết thảy đều ngầm tu, do vì tu tịnh độ thấy Phật giản dị hơn tông môn rất nhiều. Ngài cũng bảo dù Phật hay tổ, dù giáo hay thiền đều tu tịnh độ, đồng quy một nguồn. Những lời ấy đủ cho ta thấy được đại khái quan điểm của các thiền sư thời ấy. Kịp đến ngài Vĩnh Minh Đại Sư, bản thân là cổ Phật, do nguyện xuất thế mới lưu lại ngôn giáo rõ ràng, soạn sách lưu truyền Hoằng Dương. Ngài lại sợ người học chẳng rõ đường nẻo, lẫn lộn lợi hại, nên cực lực xướng ra bài kệ Tứ Liệu Giảng, có thể nói là cương tông của cả Đại Tạng. Ngài làm bậc hướng đạo nơi đường rẽ, khiến cho người học chỉ trong 80 chữ đốn ngộ yếu đạo, xuất sinh tử, chứng niết bàn. Tấm lòng đau đáo cứu thế của ngài thật là thiên cổ chưa từng có. Sau đấy, các tông sư đều lưu lại ngôn giáo rõ ràng, chuyên khen ngợi pháp này, như các đại tổ sư Trường Lô Trách, Thiên Y Hoài, Viên Chiếu Bổn, Đại Thông Bổn, Trung Phong Bổn, Thiên Như Tắc, Sở Thạch Kỳ, Không Cốc Long, vân vân. Tuy Hoằng Dương Thiền Tông song vẫn chú trọng khen ngợi tịnh độ. Đến khi Liên Trì Đại Sư tham học với Tiếu Nham Đại Ngộ xong, cân nhắc mọi bề, đề xướng nếu tịnh nghiệp đã thành, Thiền Tông sẽ tự chứng. Giống như tắm nơi biển cả là đã dùng nước của cả trăm sông. Thân đã đến điện Hàm Nguyên, cần gì hỏi Trường An đâu nữa. Sau đấy, các đại tổ sư như Ngẫu Ích, Triệt Lưu, Tỉnh Am, Mộng Đông, vân vân, không vị nào chẳng xướng như vậy. Bởi lẽ, lập cách hóa độ theo thời, pháp phải phù hợp căn cơ. Nếu không như thế, chúng sinh chẳng thể đắc độ. Từ đấy về sau, Phật Pháp suy dần, lại thêm quốc gia lắm biến cố, pháp luân cơ hồ ngừng chuyển. Dù có bậc trí thức ra sức chống chọi, nhưng chẳng đủ sức, đến nỗi chẳng ai hỏi đến đạo này. Nếu có ai bàn đến pháp này, người nghe cứ như đang bị làm phiền. May còn có một hai vị tăng tục đại tâm in khắc lưu truyền, khiến cho những lời giáo huấn của chư tổ chẳng bị diệt, khiến cho người ta được tạm nghe đến thì thật không còn gì may mắn hơn. Cho đến khi đại giáo truyền sang Đông, Viễn Công Đại Sư Tổ Huệ Viễn bèn dùng pháp này lập tông. Lúc đầu ngài muốn cùng đồng học là Huệ Vĩnh qua La Phù, nhưng bị pháp sư Đạo An lưu lại. Ngài Huệ Vĩnh bèn một mình đi trước qua Tầm Dương. Thứ sử Đào Phạm ngưỡng mộ đạo phong của sư, bèn lập chùa Tây Lâm cho ngài ở. Đấy là năm Đinh Sửu, niên hiệu Thái Nguyên thứ hai, 337, đời Hiếu Vũ Đế nhà Đông Tấn. Đến năm Thái Nguyên thứ 9, Giáp Thân 384, Viễn Công mới đến Lô Sơn. Thoạt đầu, ngài trụ tại Tây Lâm, nhưng bạn tu tìm đến quá đông, chùa Tây Lâm chật hẹp không chứa nổi.
Thư sử Hoàng Y bèn bắt đầu dựng chùa tại phía đông núi, đặt tên là Đông Lâm. Đến ngày 28 tháng 7 năm Canh Dần 390 Thái Nguyên thứ 15, Viễn Công bèn dùng tăng tục 123 người kết liên xã niệm Phật cầu xin Tây Phương, sai ông Lưu Ly Dân soạn bài văn khắc vào đá để minh thệ. Pháp sư Huệ Vĩnh cũng dự vào liên xã. Viễn Công sống tại Tây Lâm trong gian nhà tranh biệt lập trên đỉnh núi. Khi có người đi thiền hành đến bên thất ngài, liền ngửi thấy mùi hương lạ, nhân đó đặt tên là hương cốc, hang thơm, để người khác suy ra thì biết. Lúc Viễn Công mới kết xã, có 123 người đều là bậc long tượng trong pháp môn Thái Sơn Bắt Đẩu trong làng Nho. Do đạo phong của Viễn Công lan tỏa nên người người đều rủ nhau tìm tới. Nếu tính suốt cả hơn 30 năm trong đời ngài thì số người dự vào liên xã tu tịnh nghiệp được tiếp dẫn giảng sinh rất nhiều không thể tính nổi. Sau này các vị Đàm Loan, Trí Giả, Đạo Xước, Thiện Đạo, Thanh Lương, Vĩnh Minh, không vị nào chẳng như thế cả, tự hành dạy người. Ngài Đàm Loan soạn giảng sinh luận chú Diệu Tuyệt Cổ Tim, ngài Trí Giả viết Thập Nghi Luận, diễn giải đến tột cùng lẽ được mất. Ngài soạn Quán Kinh Sớ, giảng sâu xa cách quán tưởng đúng đắn. Ngài Đạo Xước giảng ba kinh Tịnh Độ gần 200 lượt. Ngài Thiện Đạo sớ giải ba kinh Tịnh Độ, cực lực khuyên chuyên tu. Ngài Thanh Lương sớ giải Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, phát huy đạo rốt ráo thành Phật. Ngài Vĩnh Minh nói tứ liệu giảng, chỉ thẳng pháp liễu thoát ngay trong đời này. Từ xưa, các bậc cao nhân trong các tông, không vị nào lại chẳng hướng lòng về Tịnh Độ. Chỉ có các tông sư nhà thiền lại chuyên ngầm tu nên không xiển dương rõ rệt. Từ sau khi Ngài Vĩnh Minh xướng xuất, các vị mới lưu lại ngôn giáo rõ rệt, thiết tha khuyên tu trì. Vì thế, bài Khuyến Tu Tịnh Độ Văn của Tử Tâm Tân Thiền Sư có câu: Di Đà rất dễ niệm, tịnh độ thật dễ sinh. Còn viết: Người tham thiền rất nên niệm Phật, nếu căn cơ độn, chỉ e đời này chưa thể đại ngộ, phải nhờ Di Đà nguyện lực tiếp dẫn giảng sinh. Ngài còn viết: Nếu ông niệm Phật mà chẳng sinh tịnh độ thì lão tăng sẽ đọa trong địa ngục kéo lưỡi. Tác phẩm Tịnh Độ Thuyết của Chân Hiết Liễu Thiền Sư có câu: Cả một tông Tào Động thảy đều chú trọng ngầm tu. Là vì sao vậy? Là vì pháp môn niệm Phật là đường tắt tu hành, thật dựa vào đại tạng, tiếp dẫn căn khí thượng thượng, kim tiếp dẫn căn cơ trung hạ. Ngài còn viết: Bậc đại trưởng trong tông môn đã ngộ pháp bất hữu bất không, bèn quyết chí khăng khăng nơi tịnh nghiệp. Do tịnh nghiệp thấy được Phật, giản dị hơn tông môn rất nhiều. Ngài còn nói: Dù Phật hay tổ, dù giáo hay thiền, đồng quy một nguồn. Nhập được pháp môn này thì vô lượng pháp môn thảy đều chứng nhập. Trường Lô Trách Thiền Sư kết Liên Hoa Thắng Hội phổ khuyến đạo, tục niệm Phật cầu giảng sinh. Cảm hai vị Bồ Tát Phổ Hiền, Phổ Huệ trong mộng đến xin dự hội. Sư liền để tên hai vị Bồ Tát đứng đầu hội. Đủ thấy pháp này khế lý, khế cơ, chư thánh ngầm khen ngợi. Trong hai triều Tống Thái Tông và Tống Chân Tông, pháp sư Tỉnh Thường trụ trì chùa Chiêu Khánh ở Chiết Giang hâm mộ đạo phong của tổ Lô Sơn Huệ Diễn, lập Tịnh Hạnh xã. Ông Dương Văn Chánh công đáng quy y đầu tiên, làm người chủ xướng. Những bậc tể quan, châu mục, học sĩ, đại phu đều xưng là đệ tử tham dự Tịnh Hạnh xã đến hơn 120 người. Hàng sa môn tham dự đến hơn ngàn người.
còn hàng sĩ thứ chẳng thể tính nổi số. Sao lại có Lộ Công Văn Ngạn Bác làm quan suốt 4 triều, Nhân Tông, Anh Tông, Thần Tông, Triết Tông, xuất tướng nhập tướng hơn 50 năm, quan phẩm đến chức thái sư, được phong là Lộ Quốc Công. Bình sinh ông dốc lòng tin Phật pháp, tuổi già càng tận lực hỗ trợ đạo pháp, chuyên niệm A Di Đà Phật, sáng chiều đi đứng chưa từng thiếu lười. Ông cùng với pháp sư Tịnh Nghiêm kết xã 10 vạn người ở kinh đô để cầu sinh tịnh độ. Phần lớn các sĩ đại phu thời ấy đều được ông giáo hóa. Ông có bài tụng như sau: Tri quân khí đảm đại như thiên, nguyện kết Tây phương thập vạn duyên, bất vị tự thân cầu kế hoạt, đại gia tề thượng độ đầu thuyền. Tạm dịch: Biết Ngài lớn mật bằng trời, xin cùng tịnh độ kết 10 vạn duyên. Cứu thân nào tính kế riêng, ai ai đều đã bước lên thuyền rồi. Ông thọ đến 92 tuổi, niệm Phật qua đời. Đời Nguyên Minh thì có các ngài Trung Phong, Thiên Như, Sở Thạch, Diệu Hiệp, mỗi vị để lại thi ca hoặc tạo luận giải thích, không vị nào là chẳng cực lực xiển dương pháp khế lý, khế cơ suốt trên tột dưới này. Nhưng các vị Liên Trì, U Khê, Ngẫu Ích là những người thành khẩn, thiết tha tột bậc. Đời Thanh có ngài Phạm Thiên Tư Tề, Hồng Loa Triệt Ngộ đều tận lực hoằng dương đạo này. Các tác phẩm Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn của ngài Phạm Thiên, Thị Chúng Pháp Ngữ của ngài Hồng Loa có thể nói là những tác phẩm tiếp nối chí nguyện cổ thánh, khai phát kẻ học hậu lai, kinh thiên địa, động quỷ thần. Nếu người học có thể thực hành theo đó thì không ai là chẳng giả biệt ta bà, cao đăng cực lạc, làm đệ tử của Phật Di Đà, làm bạn hiền trong hải hội. Cho đến khi nào căn cơ của chúng sinh hết sạch, Đức Như Lai mới nghỉ ngơi. Nhưng lòng đại bi lợi sinh của Phật chẳng bao giờ cùng tận. Do đó, các vị đại đệ tử phân phát xá lợi, kết tập kinh tạng, mong được lưu thông khắp mọi cõi, ngõ hầu tất cả đều được Phật pháp thẩm thuần. Mãi đến đời Đông Hán, đại giáo mới bắt đầu truyền đến Trung Quốc. Nhưng do phong khí chưa mở nên chỉ lưu thông ở phương Bắc. Đến đời Tôn Ngộ, vào năm Xích Ô thứ 4, 241, Tôn giả Khang Tăng Khải sang giáo hóa tại Kiến Nghiệp, cảm được xá lợi của Như Lai giáng lâm, khiến cho Tôn Quyền sinh lòng tin tưởng tột bậc. Họ Tôn bèn sửa chùa, dựng tháp để hoằng dương pháp hóa. Nam phương bắt đầu được thọ hưởng giáo pháp từ đấy. Đến đời Tấn, giáo pháp lan khắp các nước Cao Ly, Nhật Bản, Miến Điện, An Nam, Tây Tạng, Mông Cổ. Từ đấy về sau, ngày càng hưng thịnh. Đến đời Đường, các tông đã thành lập đầy đủ, có thể nói là cực thịnh. Các tông Thiên Thai, Hiền Thủ, Từ Ân Hoằng Giáo, Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Dân Môn, Pháp Nhãn Hoàng Tông. Nam Sơn thì nghiêm tịnh tỳ ni luật, Liên Tông thì chuyên tu tịnh độ. Giống như các bộ chia nhau coi sóc công việc, hệt như 6 căn hỗ trợ nhau. Ấy là gì? Giáo là lời Phật, tông là tâm Phật, luật là hạnh Phật. Tâm, ngữ, hạnh, 3 thứ khó thể tách rời, chỉ là ước trên phương diện chú trọng vào mặt nào mà lập danh. Chỉ mỗi mình pháp môn tịnh độ mới nhìn thì là phương tiện để phàm phu nhập đạo, nhưng thật ra nó là chỗ quy túc rốt ráo của các tông. Bởi thế, kẻ sắp đọa A Tỳ được dự vào phẩm chót, bậc đã chứng ngộ ngang với chư Phật vẫn cầu giảng sinh.
Lúc Đức Như Lai còn tại thế, ngàn căn cơ cùng được nuôi dưỡng, vạn mạch đều quy hướng. Phật diệt độ rồi, bậc đại sĩ Hoằng Pháp ai nấy chỉ hoằng dương một pháp để mong thâm nhập được một môn. Chư pháp dung thông, ví như ngàn hạt châu nơi cái lưới của Đế Thích. Mỗi hạt châu chẳng lẫn vào nhau, nhưng ánh sáng mỗi châu lại chiếu vào hàng ngàn hạt châu khác. Ánh sáng của ngàn hạt châu chiếu vào một hạt châu, soi rọi lẫn nhau nhưng chẳng tạp riêng biệt, nhưng chẳng thể phân khai. Kẻ câu nệ vào tích thì bảo: hết thảy pháp, mỗi pháp đều sai khác. Kẻ khéo hiểu sẽ nói: hết thảy pháp, các pháp viên thông. Như bốn cửa thành, gần cửa nào theo cửa đó mà vào. Cửa tuy khác nhau nhưng vào thành chẳng khác. Nếu biết ý này thì chẳng phải chỉ có những giáo lý rất sâu do chư Phật, chư Tổ đã nói mới là pháp để quy chân đạt bổn, thấu hiểu một cách chân thật, thông đạt tận nguồn cội, minh tâm kiến tánh, mà hết thảy ấm, nhập, xứ, giới, đại, vân vân trong khắp thế gian cũng đều là pháp để quy chân đạt bổn, minh tâm kiến tánh. Mà mỗi một pháp cũng chính là chân, bổn, tâm, tánh. Bởi vậy, Kinh Lăng Nghiêm coi ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Vì thế bảo rằng, hết thảy pháp, không một pháp nào chẳng phải là Phật Pháp, cũng như không một ai chẳng phải là Phật. Tiếc thay, chúng sinh châu đeo trong vạt áo trọn chẳng biết hay, ôm của báo đi ăn xin, chịu khốn cùng oan uổng. Dùng tâm Như Lai tạo nghiệp chúng sinh, dùng pháp giải thoát chịu khổ luân hồi, đáng thương lắm thay. Vì thế, bậc đại sĩ Hoằng Pháp chẳng nề gian nan, cay đắng, dùng đủ mọi phương tiện để khai ngộ, dẫn dắt, khiến chúng sinh hiểu đúng sự lý, nhân quả của mười pháp giới, triệt ngộ tự tánh của tâm, ngõ hầu viên chứng rốt ráo. Từ đường sang tống, nguyên, minh, đến thanh, cả một ngàn năm, thánh giáo chẳng khuất lấp. Dẫu chẳng hưng thịnh bằng đời Đường, nhưng cũng có thể nói là suýt soát. Từ Hàm Phong, Đồng Trị trở đi, binh hỏa liên miên, đói kém liên tiếp, cao nhân ngày một hiếm hoi, kẻ dung tục ngày càng nhiều, quốc gia chẳng bận tâm đề xướng, tăng lữ không sức chấn hưng. Do đó, hàng cao nhân tại gia vì chưa từng nghiên cứu Phật Pháp, chuộng lầm khuôn sáo cũ của Âu Hàn, Âu Dương Tu, Hàn Vũ, đến nỗi đạo Pháp suy sụp sát đất. Mãi đến cuối đời Thanh, học vấn phát triển, những người thiên tư cao tìm đọc kinh Phật mới hay gốc đạo chính là đây, mới bèn quyết chí nghiên cứu.